Thưa quý vị và các bạn, cách đây hơn 30 năm, ngày 3 tháng 5 năm 1991, tại thành phố Windhoek, nước Cộng hòa Namibia, trong phiên họp của UNESCO, các ký giả châu Phi đã công bố một bản tuyên bố chung kêu gọi tôn trọng một nền báo chí tự do, độc lập và đa nguyên, khẳng định rằng tự do báo chí là điều thiết yếu cho sự bền vững của nền dân chủ và là một mục tiêu căn bản của nhân loại. Bản tuyên ngôn này là một sự kiện quan trọng trong cuộc đấu tranh cho tự do báo chí trên thế giới. Hai năm sau, theo đề nghị của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc, ngày 20 tháng 12 năm 1993, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã công bố ngày 3 tháng 5 là ngày tự do báo chí thế giới, để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tự do báo chí và nhắc nhở các chính phủ về bổn phận phải tôn trọng và duy trì quyền tự do ngôn luận. Kỷ niệm ngày tự do báo chí thế giới năm nay, UNESCO và Cộng hòa Uruguay vừa đứng ra đăng cai tổ chức hội nghị toàn cầu về ngày tự do báo chí thế giới. Hội nghị diễn ra từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 5 tháng 5. Cũng như mọi lần, nhân cơ hội này, các tổ chức thù địch chống phá Việt Nam như Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF, các đài BBC, RFA, RFI, VOA và các tổ chức cá nhân phản động khác lại tranh thủ lớn tiếng xuyên tạc, vu khống, bịa đặt về tình hình tự do báo chí tại Việt Nam. Trong đó RSF đã công bố cái gọi là báo cáo về chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2022. Theo bảng xếp hạng này, tự do báo chí Việt Nam ở vị trí 174 trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, chỉ đứng trên Trung Quốc 175 và ngay dưới Cuba 173. Báo cáo này còn cho rằng dù tiến hơn một bậc so với những năm trước đó, Việt Nam vẫn nằm trong nhóm 10 quốc gia nằm trong danh sách đỏ của bảng chỉ số, gồm những nước có tình hình báo chí rất tồi tệ, trong đó có Triều Tiên đứng ở vị trí cuối bảng, số 180. Cũng rất nhanh chóng, Đài Châu Á Tự Do RFA có bài "Tự do báo chí ở Việt Nam rất ổn định ở nhóm chót bảng xếp hạng", trong đó dẫn ra hàng loạt ý kiến của các phần tử bất mãn phản động chống đối. Đài RFI thì có bài phụ họa với dòng Sapo nhấn mạnh, theo báo cáo của phóng viên Không Biên Giới RSF nhân ngày tự do báo chí thế giới mùng 3 tháng 5 năm 2022, riêng 3 nước châu Á, Trung Quốc, Miến Điện, Việt Nam đã chiếm đến 2/3 số nhà báo bị bắt giữ trên khắp thế giới trong năm 2021. Và tất nhiên, cũng như mọi khi, các phần tử phản động chống đối trong và ngoài nước đã nhân dịp này để lớn tiếng bình phẩm, xuyên tạc, bôi nhọ về tình hình tự do báo chí ở Việt Nam. Nhân danh dân chủ, nhân quyền, họ cổ vũ cho thứ tự do báo chí không xây dựng trên nền tảng của sự trung thực và tôn trọng sự thật, một thứ tự do báo chí vô nguyên tắc nằm ngoài khuôn khổ pháp luật. Họ đòi Việt Nam phải tổ chức quản lý báo chí theo mô hình báo chí phương Tây, đòi tư nhân hóa báo chí để biến báo chí ở Việt Nam thành công cụ phục vụ mưu đồ của họ. Nhân danh tự do báo chí theo tiêu chuẩn phương Tây, họ tung ra các bài viết, clip, ảnh và đủ thứ tư liệu ngụy tạo, bịa đặt để nhằm tuyên truyền, chống phá lại Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Họ bình luận theo kiểu bất chấp sự thật với những góc nhìn tiêu cực nhằm gieo rắc hoang mang và qua đó ngợi ca những thứ giá trị phương Tây mà họ tôn thờ. Họ ra sức tung hô, cổ súy, ca ngợi những kẻ mà họ gán cho những mỹ từ như nhà báo tự do, nhà đấu tranh dân chủ, nhà bất đồng chính kiến, mà thực ra đó là những người vi phạm pháp luật đã bị pháp luật Việt Nam xử lý. Nếu còn có chút liêm sỉ, thì những kẻ đang lớn tiếng ca ngợi nền báo chí phương Tây để chống đối, xuyên tạc nền báo chí Việt Nam cũng nên lắng nghe ý kiến của tác giả cuốn Độc quyền truyền thông. Các tập đoàn có chiến lược kiểm soát riêng đối với báo chí, từ chuẩn bị nội dung đến đăng tải thông tin. Không một chương trình nào, dù là tin tức hay giải trí, đến được với công chúng nếu không qua sự kiểm duyệt của người quản lý. Hoặc ý kiến của ông Russell, Mỹ. Từ nhiều năm nay, ở đất nước này,
đồng tiền kiểm soát chính sách báo chí. Rất ít tờ báo dám phát ngôn trên lập trường của đông đảo nhân dân. Những tờ báo này được trợ cấp, do đó chúng nói ngôn ngữ của các ông chủ. Trong một bài viết gửi từ Cộng hòa Liên bang Đức đăng trên báo Nhân dân có tiêu đề "Sự độc lập giả tạo của báo chí phương Tây", tác giả Hồ Ngọc Thắng, một người đang sống ở Đức, đã vạch rõ về cái gọi là tự do độc lập của báo chí phương Tây. Đó thật sự chỉ là chiêu bài, là sự độc lập giả tạo. Bài báo nhắc lại một sự kiện tiêu biểu xảy ra vào tháng 12 năm 2018, khi người ta phát hiện sự bịa đặt trong các bài báo của biên tập viên, phóng viên C. Rilotius ở tạp chí Tấm Gương Cộng hòa Liên bang Đức. C. Rilotius là nhà báo đã được trao các giải thưởng như Truyền thông Thụy Sĩ dành cho nhà báo trẻ năm 2012, Nhà báo trẻ tài năng năm 2012, Truyền thông của thành phố Coburg, Nhà báo của năm và Nhà báo của năm về thể loại báo in của CNN năm 2014, cùng với nhiều giải thưởng khác. Nhà báo này được tòa soạn cử đi viết phóng sự tại những điểm nóng có tính thời sự như Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, biên giới Mexico, vận động tranh cử tổng thống tại Mỹ. Ông đã công bố gần 60 bài báo trên Tấm Gương, hàng chục bài khác được đăng trên một số báo tạp chí danh giá ở châu Âu. Trước khi vụ bê bối này xảy ra, Tấm Gương đã từng được mệnh danh là khẩu đại bác tiến công của nền dân chủ, là thí dụ điển hình của báo chí nghiêm túc. Sau vụ bê bối, C. Rilotius đã bị thu hồi các giải thưởng. Rất nhiều người đã quyết liệt chỉ trích tạp chí Tấm Gương và cái gọi là tự do báo chí phương Tây. Người ta coi Tấm Gương là tòa nhà xây trên sự dối trá. Theo tác giả Hồ Ngọc Thắng, từ vụ bê bối của C. Rilotius và từ thực trạng báo chí phương Tây, có thể thấy ở đó không có nhà báo độc lập, nhà báo tự do. Người làm báo nào đi ra ngoài ý muốn của giới chủ báo thì không thể hành nghề. Ngược lại, họ có thể được tôn vinh dù viết báo bằng lối bịa đặt, dựng chuyện. Trên thế giới ngày nay, tự do ngôn luận và tự do báo chí là biểu hiện trực tiếp của quan niệm, chính sách nhân quyền ở quốc gia đó. Báo chí là phương tiện để mọi công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình. Việt Nam luôn quan tâm bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và quyền tiếp cận thông tin. Việc đảm bảo mọi công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí trong khuôn khổ quy định của pháp luật là chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tạo điều kiện thúc đẩy và bảo vệ các quyền cơ bản của công dân về tự do ngôn luận. Điều 25 Hiến pháp năm 2013 ghi nhận quyền tự do báo chí của công dân như sau. Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Luật báo chí năm 2016 quy định rõ trách nhiệm của nhà nước, của cơ quan báo chí, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân. Theo đó, nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí và để báo chí phát huy đúng vai trò của mình. Điều 10 Luật báo chí năm 2016 giải thích cụ thể công dân có các quyền tự do báo chí sau. 1. Sáng tạo tác phẩm báo chí. 2. Cung cấp thông tin cho báo chí. 3. Phản hồi thông tin trên báo chí. 4. Tiếp cận thông tin báo chí. 5. Liên kết với cơ quan báo chí thực hiện sản phẩm báo chí. 6. In, phát hành báo in. Điều 11 Luật báo chí sửa đổi năm 2016 quy định rõ công dân có quyền phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế giới, tham gia ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với các tổ chức và cá nhân. Điều cần lưu ý là các công ước quốc tế cũng như luật pháp của các nước đều coi tự do báo chí là một quyền cơ bản, nhưng đó không phải là sự tự do tuyệt đối mà phải có một số giới hạn nhất định. Việc thực hiện quyền tự do báo chí ở mỗi quốc gia có mức độ khác nhau.
công nghệ thông tin và mạng xã hội đã và đang được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam, cho phép người dân được tiếp cận thông tin và bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình. Việc thực hiện quyền tự do Internet và mạng xã hội được đặt trong khung khổ pháp luật để bảo đảm an ninh mạng, phòng ngừa ngăn chặn các hoạt động lợi dụng mạng xã hội để vi phạm pháp luật. Luật báo chí sửa đổi năm 2016 và Luật tiếp cận thông tin năm 2016 cũng nêu rõ trách nhiệm của nhà nước trong việc tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí, bảo đảm mọi công dân đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin, bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, minh bạch, thuận lợi cho công dân. Có thể khẳng định, Luật báo chí sửa đổi năm 2016 và Luật tiếp cận thông tin năm 2016 của Việt Nam hoàn toàn tương thích về mặt luật định đối với các văn kiện quốc tế về quyền con người, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Thành tựu của tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do thông tin ở Việt Nam đã được thể hiện rất rõ qua sự phát triển đa dạng về loại hình và phong phú về nội dung của hệ thống báo chí truyền thông Việt Nam. Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2021, ở Việt Nam có 816 cơ quan báo chí in và điện tử, trong đó có 557 báo và tạp chí in, 29 báo và tạp chí điện tử, 114 báo và 116 tạp chí có cả hai loại hình báo chí in và báo điện tử, 72 cơ quan có giấy phép hoạt động phát thanh truyền hình, trong đó có 2 đài phát thanh truyền hình quốc gia, 1 đài kỹ thuật số, 64 đài địa phương, 5 đơn vị hoạt động truyền hình, không có hạ tầng phát sóng truyền hình riêng. Về đội ngũ những người làm báo, cả nước có khoảng 40.000 người hoạt động trong cơ quan báo chí, trong đó có 17.161 người được cấp thẻ nhà báo. Việt Nam còn được ghi nhận là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng và sử dụng Internet cao nhất thế giới, với hơn 68 triệu người sử dụng Internet, chiếm 70% dân số. Sóng của các cơ quan truyền thông quốc tế như CNN, BBC, TV5, NHK, DW, Australia Network, KBS, Bloomberg đều được tiếp cận dễ dàng tại Việt Nam. Bất chấp những sự thật đó, trong những năm qua, các tổ chức thù địch với Việt Nam vẫn đưa ra các loại bảng xếp hạng, báo cáo, thống kê với những kết luận sai lầm trên cơ sở các tiêu chí chủ yếu là để phục vụ mục đích chính trị như tỷ lệ tham gia chính trị, quyền tự do cá nhân với thể chế đa nguyên, đa đảng, v.v. Họ ca ngợi cái gọi là thành tích dân chủ phương Tây, trong khi hầu hết các giá trị dân chủ xã hội chủ nghĩa bị bỏ qua. Đó là lý do cho thấy các nước một đảng lãnh đạo hoặc do đảng Cộng sản lãnh đạo, các nước xã hội chủ nghĩa hoặc theo xu hướng xã hội chủ nghĩa đều bị các loại báo cáo này xếp điểm số dân chủ rất thấp như Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Cuba. Tuy nhiên, mỗi khi các loại bảng xếp hạng, báo cáo, thống kê này được công bố, hệ thống truyền thông của phương Tây ngay lập tức khai thác, sử dụng để phục vụ cho mưu đồ xấu xa, thâm độc của họ. Việt Nam và nhiều quốc gia khác không chấp nhận việc một số quốc gia hay tổ chức quốc tế tự cho mình cái quyền dùng các tiêu chí mà phương Tây tự đặt ra để đòi hỏi nước khác phải lấy đó làm tiêu chuẩn. Việc một số tổ chức cá nhân trong và ngoài nước sử dụng thủ đoạn xuyên tạc, vu khống, bịa đặt để vu khống tình hình tự do báo chí ở Việt Nam đã cho thấy họ vẫn đang nỗ lực phá hoại hệ thống giá trị văn hóa, làm tha hóa con người, làm chệch hướng phát triển đất nước, qua đó tiến công vào đường lối và các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, vào nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tất nhiên, đó chỉ là nỗ lực tuyệt vọng. Dù mưu ma trước quỷ đến đâu, họ cũng không thể xuyên tạc, ngăn cản được sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của nền báo chí Việt Nam nói riêng và của đất nước Việt Nam nói chung trong sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chương trình hôm nay tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.